Mọi người, mình vừa mới đi chợ và bây giờ mình đang chuẩn bị làm một cái loại cocktail mà mình rất là yêu thích. Mình vô tình biết đến cái cocktail này là trong một cái chuyến đi châu Âu vào mùa hè năm ngoái, và cụ thể là mình đi đến thành phố Venice của Ý. Mình bước vào trong một cái quán bar ở bên đó, và cái quán bar này cũng khá là nổi tiếng với người địa phương ở đó. Mình thấy tất cả mọi người đều order chung một cái loại cocktail, nó tên là Aperol Spritz. Và mình hỏi ra thì mình mới biết đây là cái loại cocktail mà phổ biến nhất ở Venice, và cái thành phần chính của nó là làm từ cái rượu Aperol, là một cái loại rượu chuyên dùng để pha chế mà có xuất xứ từ nước Ý. Và mình cảm thấy cái cocktail này nó khá là ngon, nó rất là refreshing luôn, và nó rất là phù hợp với những cái bữa ăn trưa với bạn bè. Bình thường khi mà mình mời bạn bè qua nhà chơi, mình cũng hay làm cái này với lại mimosa. Thôi bây giờ mình làm nha. Thank you.
là dễ uống luôn các bạn, rất là sảng khoái, uống rất là đã khác luôn. Cái cocktail này ấy, bởi vì nó có cái rượu Aperol, nó làm cho cái vị của nó có hơi đắng nhẹ một chút, mà nó đắng rất là đầm nha, không có gắt, và nó cũng hơi ngọt nhẹ, và cái vị ngọt nó cũng rất là thanh luôn. Cái vị ngọt và đắng rất là cân bằng với nhau và nó cũng rất là thơm nữa. Rượu Aperol với rượu Campari ấy, lần trước mình sử dụng để làm Boulevardier á, đều là hai cái rượu chuyên dùng để pha chế mà đều xuất xứ ở Ý, nhưng mà cái rượu Campari á, nó có hơi có mùi thảo dược, và có nhiều bạn nếu mà không quen á thì sẽ không thích cái mùi đó. Còn cái Aperol này thì cái vị của nó dễ uống hơn, và đặc biệt cái Aperol Spritz này các bạn ở bên Ý là họ sẽ uống ở trong cái ly rượu vang như thế này. Đây là cái cách uống Aperol Spritz đúng của người Ý. Mình thấy là nếu như mà các bạn nữ mà đi uống bên ngoài á, các bạn muốn uống một cái loại thức uống nào đó mà dễ uống, nhẹ nhàng, không có nồng độ cồn quá nhiều á, thì đây là một cái lựa chọn rất là lý tưởng. Cheers.